quê đẹp quá vậy ta? Hey, Sammy à, tôi nói cho bà biết cái này nha. Thật ra xinh đẹp cũng là một tội ác đó, bà có biết không? Gì? Xinh đẹp là một tội ác? Không phải tào lao cái nào? Xinh đẹp người ta cũng thích chứ, nghĩ sao xinh đẹp là tội ác? Là sao? Trời ơi, bà này không biết gì hết trơn. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra hết trơn á. Và bà đã bị bắt vì tội quá. Ủa? Xinh đẹp. Nani? Ủa, tôi đẹp mà bị bắt là sao? Tôi thả tôi tội phạm á, làm sao tội phạm là tôi là ăn cướp hay làm gì đó bị bắt cóc chứ? Nghĩ sao mà tôi xinh đẹp mà bị bắt? Là sao? Miệng. Bắt vào nhà tù trái tim phong. Trái tim của robot. Robot, em ơi em là ai? Gom, thấy tôi thả thính không? Mấy bạn fan câu nào thả thính hay, đừng quên có một viên sao biết nha. Nhiều lúc mấy bạn fan người ta thả thính hay hơn không á. Vậy hả? Thôi bây giờ Phong nói Sam nghe này nè. Thật ra là ngày hôm nay là Phong có một cái này khá là hay muốn dành cho Sam, là đó chính là hiện tại Phong mới phát hiện ra có một cái nhà tù chuyên nhốt những người đẹp trai xinh gái vô đó. Cái gì? Nhà tù bắt cóc đẹp trai xinh gái vào trong? Trời ơi, cái nhà tù gì tào lao với lao vậy? Người ta đẹp có gì đâu tào lao. Ơi, có hết trên đời này, cái gì cũng có hết trơn á. Bây giờ các bạn hãy cùng đi với mình nha. Bạn fan của tôi, ai trời, nếu như có nhà tù đẹp trai xinh gái chắc fan của tôi bị bắt hết trơn rồi. Đi các bạn ơi, let's go. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, và như các bạn được thấy, hiện tại mình Phong Cần đang bị bắt vào trong cái nhà tù đẹp trai nhất thế giới. Trời đất ơi là trời, xấu trai cũng bị bắt cóc mà đẹp trai quá cũng bị bắt cóc. Thì ơi, người ta bảo là vì tụi mình gọi là quá đẹp trai nên mình bắt vào nhà tù. Và đúng, ủa từ đây, ủa Phong ơi, những cái gì kỳ vậy? Ủa anh ơi sao anh chui toilet vậy? Anh bị thúi hả? Anh ơi, này anh đẹp trai mà sao anh chui toilet gì vậy? Ủa anh ơi, tại sao tụi em bị bắt trong này vậy anh? Cho tụi em ra đây được không mà anh ơi? Ta đây xin tự giới thiệu, ta chính là con quái vật đẹp trai nhất ở trong Roblox. Chính vì như vậy cho nên ta rất có thù ghét cho những người nào có cái sự xinh đẹp. Cho nên là ai đẹp người ta bắt hết. Cái gì? Trời ơi, tôi đâu có đẹp trai đâu, tôi đẹp gái mà sao bắt tôi vô vậy? Trời ơi, bây giờ ai đẹp trai? Ai đẹp trai xinh gái là gì được hả? Trời ơi. Ý nói là Sammy nhìn giống con trai á. Trời ơi, tôi tức quá ai bạn ơi. Thôi rồi, bây giờ mình phải thoát khỏi cái nhà tù đẹp trai thôi. Nghĩ sao tôi đẹp gái vậy này bắt tôi vô? Bắt Phong Cần được rồi, bắt tôi vô chi Phong ơi, đây khỏi nhà tù từ từ đừng quay. Trời bắt tôi ơi, đẹp trai nè. Không có anh đẹp trai nè, có ảnh kìa, trời ơi. Nhìn ảnh giống như cái AI á, nhìn nó giống con người. Trời ơi, cái anh này là AI do máy tính tạo ra đó. Giống kiểu như là cái bộ mặt xong rồi được người ta ghép mặt vô mà. Cái này là mặt ghép chứ không phải mặt đẹp trai. Nghĩ sao vậy? Trời ơi, trời, ổng tự. Thì đây, quay YouTube rồi, bao bó đó. Để tôi quay YouTube, để tôi quay YouTube đây. Ok, đứng nghe, quay YouTube. Đứng, ổng, ok. Hello, xin chào các bạn. Hiện tại mình là Phong Cần đang 24 giờ trong cái nhà tù đẹp trai này. Và nếu các bạn thấy cái nhà tù này đẹp trai không thì cũng đừng quên nhấn like cho video này nha. Nhấn like thật là nhiều và đừng quên đặc biệt. Cái nhà tù này chắc chắn là đẹp trai rồi. Tại vì nó có nguyên chiếc Lamborghini dính trên tường nè. Đâu. Ôi, không những đẹp trai mà còn giàu nữa bạn ơi. Nên là mấy bạn xem clip này, các bạn đừng quên dừng lại khoảng chừng là 50 giây để là sao? Để đăng ký cho mình. Mình sắp được 3 nhiêu sub rồi. Phong Cần sắp 4 nhiêu sub rồi. Bạn đừng quên đăng ký. Đúng vậy. Dù tụi mình đang ở trong nhà tù nhưng tụi mình cũng phải kêu gọi mấy bạn nên bạn đừng quên nha. Ok, nhấn tắt quay. Đó, thấy chưa? Mình trong tù nhưng mà phải công nghiệp hiểu không? Đó, rồi ấy tính ra bên này giàu quá, nguyên cái các bạn này đánh rồi, mình đang bắt cua, mình đang gọi là thoát khỏi nhà tù và đứng mà quay gì vậy, mất thời gian quá. Sắp 3 giờ sập mà phải quảng cáo chứ mấy bạn mới biết mình được gần 3 giờ sập chứ không phải quảng cáo. Rồi, ôi, có cái ông loa dưới kia bạn ơi. Trời ơi. Có người loa, ông nằm dưới luôn kìa Sam ơi. Trời ơi, ông cũng đẹp trai mới bắt luôn bạn ơi. Trời ơi. Ôi, có cái bộ làm PC máy tính này để lại xem coi. Ôi trời ơi, giàu nha, trong nhà tù này hơi có cái đẹp trai mà còn giàu có nữa anh ơi. Trời ơi, Sam ơi, tôi thấy trên đây nó có cái tài khoản của cái ông chủ map hay sao nè. Trời ơi, ai biết đâu, xịn sò quá. Có YouTube nè, có Google nè. Trời ơi, có MP3 nhạc gì đó. Trời ơi, trời, tôi không biết, thôi kệ đi, từ để thử hỏi anh này đẹp trai coi. Anh ơi, có cách nào mà để có thể thoát khỏi cái nhà tù đẹp trai này không anh? Anh chỉ em với. Trời ơi, dễ gì chỉ, ai đẹp trai hơn ta là ta không có chỉ gì cho ngay. Cút đi. Ủa, tôi là con gái mà sao lại đẹp trai? Trời ơi, tức quá bà. Là anh này anh nói là Sammy thì giống con trai mà. Trời đất ơi là trời, tôi tức quá, cái nhà tù này tôi mới thoát khỏi đây thôi. Ui, con gián xong vậy, thấy ghê quá vậy. Yêu. Trời ơi, con gián này đó hả? Con gián này đẹp chỗ nào mà bắt con này vô vậy? Con này thấy ghê quá, trời đất ơi, thôi. Cái thằng này trên đám đông này mới khùng mấy bạn ơi, bắt con gì nó bắt nó rồi. Ui trời ơi. Ây da, trời ơi, cái đỏ đỏ này không phải là cái...
nó không phải là cái không phải cái lưu điểm mà tôi tưởng là cái lưu điểm cái lưu điểm hồi sinh đó. Tôi tưởng nó là cái vạch xuất phát chứ. Trời ơi nó bắt quá trời. Ôi trong nhà tù toàn mấy cái anh này không nè, gì quá vậy. Ôi ôi thì sao ơi, xem nhìn tôi chạy nhanh lắm nè. Đâu ủa xong chạy nhanh vậy? Trời đất ơi. Mà bấm nút ship á. Ship hả này? Ủa bình thường tôi không chạy nhanh được. Ông hay vậy. Trời ơi. Ủa sao vậy? Sao tôi chạy nhanh vậy? Ai biết đâu, may mắn dễ sò luôn à. Em mà cái ông wow. Cái ông đánh trai này không có khôn nha. Ông này bị khời không bắt tụi mình. Không bắt mấy người trong kia à. Ôi khôi dễ sợ luôn. Không sao, bình thường mấy người đẹp đẹp người ta hay gọi khùng là đẹp hay khùng lắm. Trời ơi, ông có đẹp không? Không, tôi đâu có đẹp đâu cho nên tôi tỉnh lắm. Trời ơi, nguyên cái toilet trong này yêu. Trời ơi, đợi xíu. Trời ủa? Ơi, đang vượt nhà tù mà gọi là anh giao đồ ăn gọi. Trời ơi, trời dạ, ơi, không. Mấy bạn ơi, trong này không những người cai tù đẹp trai mà cái con gọi là mô hình nó cũng đẹp trai. Không thích cái bong bóng này cũng đẹp trai đó nè. Trời ơi, đất ơi, là trong này cái gì cũng đẹp trai hết, cái gì cũng gắn với đẹp trai hết mấy bạn ơi. Mấy cái con này cũng đẹp trai, từ đục nói bị gì không vậy? Ôi may có đụng nó bị hết trơn. Trời ơi, rồi trong này bị ảo tưởng đẹp trai rồi, cái gì cũng đẹp trai hết trơn á. Để xem coi. Ủa con cái ông này đang leo rào nè. Trời ơi, cái con này là cái gì ta? Con gì bóng bóng hơi, đẹp trai hả? Bóng bóng đẹp trai đó, trong này cái gì cũng đẹp trai đó bạn. Kỳ cục kẹo à. Trời ơi, trời quá trời ghê không vậy? Xuống đây Phong ơi, tôi mệt mỏi quá. Có anh này anh đang đi toilet rồi sao? Ây da, trời ơi, tôi bị té ở đây chung anh luôn. Trời ơi, thấy ông rơi cái đầu xuống thấy ghê quá bạn ơi. Đây này có cái anh nào cũng đẹp trai lắm nè. Trời ơi, trong này là ai đẹp trai mới vô được nhà tù này nha. Sam nhìn thấy trên tay của Sam á, nó có cái số 1 á là cuộn tốc độ, Sam thấy không? Đó, đây. À, đây chạy nhanh đó hả? Trời ơi, em chỉ tôi không biết. Ôi trời ơi, tôi qua đây rồi nè. Ui, bên này ủa, có nhiều. Ủa, sao tôi không xuống được? À, đây xuống được nè. Xuống chơi, tôi đợi ông này thôi, bật chậm thôi, tí chạy nhanh sau. Ủa, có mấy con nhện nha. Mấy con nhện. Ủa, sao có mấy con nhện đây vậy? Mấy con nhện đây làm được gì không? Không biết, nó cắn mình đi luôn á. Trời ơi, trời. Trong này nó là... cắn không... mình, nhưng mình biết thành Spider-Man nữa không? À. tôi không muốn đẹp trai trên này, tôi muốn thoát khỏi nhà tôi đâu đẹp trai, tôi đẹp gái mà. Sao bắt tôi? Đúng là cái đồ đáng ghét. Ây da, ủa sao nằm vậy? Trời ơi, chạm cái thềm màu đỏ cái là thua. Trời ơi, tôi không chạm với nó còn bắt tôi nè, nó lưu thì màu xanh xa như vậy trời. Ủa trời. Không phải đâu, do Sammy gà, Sammy gọi là bị chạm trúng á chứ. Vô duyên tôi rồi, tôi sẽ cho bạn Sammy biết thế nào. Đây, Sammy đào đẹp gái sẽ rất bắt cua rất là giỏi bạn ơi đó. Vì đẹp gái mà bắt cua giỏi. Ui, nè, phải giỏi như Phong nè, không Phong bắt. Ê Phong ơi, ui. Ui, con chó bắt trên này nè Phong. Gì vậy, sao có con chó nó đứng trời trên kia. Trời ơi, sao nó, cái gì nó còn ghép vô cái nhà tù này. Ui, có cái bộ xương ấy này nè, yêu trời. Ây da, tôi khá chắc luôn là cái con chó này nó mới vừa bị mấy con nhện cắn á. Cho nên nó biến thành gì ta, người ta gọi là người chó nhện. Chó nhện. Người ta nghe người nhện nghe ngầu quần chết chó đi. Nó bám tường. Trời ơi. Chó nó bám tường. Chó nhện, trời ơi trời, nghe người về nghe ngầu quá, nghe chó nhện nghe mệt. Ui, có cái anh nào đẹp trai đứng kia đây vậy? Trời ơi trời, đẹp trai mà dễ thương quá trời luôn. Ây! Sao nó khó vậy? Trời đất ơi. Dễ mà, không qua nè. Ây! Qua chỗ nào? Trời ơi. Ở trên cái thềm nó còn có thêm mấy cái nút đỏ nha, Sam cẩn thận nha. Đợi tôi với ông đi vậy là ông bỏ tôi rồi, tôi sẽ trở thành người đẹp trai nhất thế giới mất. Tôi không muốn. Tôi sau lưng bà nè bà nội. Trời ơi trời, các bạn nhớ lúc trước ông mình có chơi một cái map là xấu trai, bây giờ mình chơi map đẹp trai đó bạn. Nào muốn quay map xấu trai quay lại video cũ bạn ơi. Đó video đây nè, để cho bạn thấy hình. Đó video hơi bị hay luôn á, xem lại đi. Cái map nó là xấu ơi là xấu, bây giờ có cái map đẹp ơi là đẹp, bây giờ nó còn khó hơn nữa trời ơi. Đây, cố lên. Đây tôi qua rồi. Rồi, cái này phải chạy nè, chạy nhanh nè. Ui, đó. À! Ủa? Cái gì vậy trời, đang bắt cua ngoan xong rồi mình qua cái mạng gì đấy? Mạng này mạng gì đấy? Spider-Man hả? Ủa, cái mạng của tôi. Anh Spider-Man, em là fan anh ơi. Trời ơi, ông ơi, mình đã bị bắt trong nhà tù đó. Từ từ Phong ơi, ông thấy gì không? Mặt của tôi bị che lại, tôi làm Spider-Man nữ nè, con sao Phong? Ơi, ông trở thành Spider-Man nam nè Sam. Trời ơi, nhưng mà cũng ơi. Đúng rồi. Ủa? Sao biết xong? Sao hồi vậy? Nãy mình vô cái nhà tù á, nó có nguyên một cái con chó biết bám tường thôi mà. Cho nên không sao đâu, chắc là mình biết thành người nhện thôi à. Con chó bám tường, người xe Lamborghini bám tường. Trời ơi, trời bây giờ. Vậy có nghĩa là cái này là thử thách tiếp theo đó Sam à. Thử thách là bây giờ phải bám tường hả? Cái gì vậy trời? Ui, có nhiều anh Spider-Man quá ta. Cái này có anh Spider-Man này, người hơi vuông nha. Dạo này nhìn hơi mập nha, anh ít là em thôi, đúng tơ không nổi trời đâu. Các bạn ơi, đang vượt bắt nhà tù, bây giờ cũng bắt làm Spider-Man đó. Trời ơi trời, cái này chơi đủ khổ hả? Mệt ghê luôn. Ôi rồi, bây giờ cái này là cách để làm sao trở thành Spider-Man đó. Đu tơ, bắn tơ nhện. Đó, bắn tơ nhện làm Spider-Man đó.
À lúc trước là có con cún Spiderman là chó, chị ta cho nhện, bây giờ mình thành là người nhện hả? Sam nhện, Phong nhện hả? Trời ơi. Đây nè, cái này là cái tơ nhện nè, đó. Bám đây, vô. Đây, đây, bám. Ê, vô, đáng bám lẽ vô. Là nó phải cho mình gọi là một cái khả năng kiểu bắn tơ được kiểu ha. Đúng thì nó rồi. Mới đỉnh. Ui, đây mát là... này vậy là chưa đỉnh. Ấy à. Trời ơi, thấy đỉnh ra đó, thấy ông rớt là tèo là đỉnh ra đó, thấy chưa? Ui, ui, cẩn thận. Ui, 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 tôi đỉnh quá, tôi là Spiderman nữ quá trời trời, thấy chưa? Qua được bằng tôi không? Đó. Cẩn thận nha, tôi là tôi nói thật luôn, tôi thoát khỏi mắt này nhanh hơn. Cẩn thận nha, đây à. Đây đây, để Phong nè. Cái đầu lâu xương sỏ hiện lên là đây là bắt cua hơi bị khổ nha. Ôi trời ơi. Bắt cua dành cho dân Spider-Man. Sam ơi, Sam biết gì không? Cái đầu Phong mới vừa văng ra xong lăn lóc lóc. Đây, tôi qua. Rồi, trời ơi, tôi bờ rồ quá bạn ơi, tôi chính thức làm Spider-Man nha. Trời ơi, thấy chưa, tôi là nam. Chơi cua Sam mà tôi không chấp nhận được. Ủa từ có khi nào tôi đẹp trai không ta? Có mấy ông kia nói tôi đẹp trai, có khi nào tôi là nam không? Trời ơi, tôi là nữ mà. Trời ơi, không những tôi đẹp trai mà còn làm Spider-Man giỏi nữa bạn. Trời ơi, qua xong chưa ông Spider-Man đâu kia? Đang đang qua nè, đang qua nè, đang coi, đang có coi. Có thật qua. Sự là Spider-Man không? Ai, rồi qua rồi nè Sam ơi, tưởng gì dâm ba mấy game này vậy? Trời ơi, trời rồi giờ qua nè, đó đập 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 nè, nó làm Spiderman là bám tường. Bám tường được nè Sam. Ủa bám tường, ui mới đó mà có kỹ năng rồi bạn ơi, sắp làm Spiderman được rồi đó, tôi thấy có kỹ năng rồi đó. Đâu ơi trời, ủa tôi vô đây, tôi vô nhà tụi thoát là tụi tôi đâu muốn làm Spiderman đâu. Gỡ cái có thể nào? Là bọn mình mà bọn mình có thể này là nó đang cho bọn mình gọi là người ta một cái sức mạnh gì đó để mình thoát khỏi nhà tù, phải không? Ok, trời ơi, nhà tù này nhìn đầu tư nha, là tù rất đầu tư luôn á. Trời ơi, trời. Trời ơi, cái gì khó vậy? Khó vậy? Ê, tôi thiệt, từ, tôi đang đứng đầu ông nè, từ từ, không ơi, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Bây giờ tôi nghĩ như thế này đi. Đó, bây giờ ông thử nhảy, tôi đứng đầu ông coi. Ông thử nhảy coi được không? Không được. Sao được mà nào đi? Tôi tưởng là tôi leo đầu ông được, xong ông nhảy đi cho tôi đỡ, hiểu không? Trời ơi, tưởng. Ủa, Phong đâu rồi, Phong? Phong đang ở map cũ nè. Ủa, sao tôi ở lại nhà cũ vậy? Ủa, sao tôi không sao mà... Rồi, xong luôn. Nóng luôn thì mời xin cho tôi bạn, trời ơi, cay dễ thật sợ. Thật ra là bây giờ Phong có cách để Phong giúp Sam tới đây á, nhưng mà giờ Sammy phải gọi là gì ta... À, khen Phong đẹp trai đi, Phong mới giúp, hiểu không? Trời ơi, Phong xấu trai, nghĩ sao vậy? Trời... À, quên, tôi nhớ. Sam ơi, vậy là phải chơi từ đầu mệt lắm á. Ok, tôi đi, ok, ông biết sao nhận á? Từ từ, bạn ơi, nãy trong nhà tù này á, tôi đã từng nói câu sao? Những người đẹp trai là bị gọi là kém thông minh. Không, người đẹp trai quá hả? Đẹp trai quá hả? Đẹp trai dễ sợ. Mà nói gì tôi nghe nha, mà tưởng không nghe hả? Ủa cái này là ai nói ta? Cái này là như Phong cần nói đầu clip hay sao với những người? Thôi mệt quá, nói chung là ở trên phía trên á, bà thấy ông dưới cái số ở gì ta? Ở phía trên giữa màn hình á, nó có hai cái dấu mũi tên á, chỉ hai bên á, bà chỉ cần bấm vô để dịch chuyển. Trời ơi, đây nè bạn ơi, tay lê bọt nè, con tôi có tay lê bọt nè, trời ơi, đây, uống coi luôn à, uống có màn nghe đi. Bình tĩnh thôi. Dễ mà. Đâu, trời cái đường nó nhỏ dễ sợ với bạn. Ui. Trời ơi, cùi bắp. Vậy cũng té nữa. Khó vậy. Làm mấy cùi bắp quá. Trời ơi. Đây. Ủa sao mà lần tôi tới là tôi phải gọi là tay bay lâu quá vậy? Đây. Bây giờ mình định nhìn góc nhìn số 1. À, góc nhìn này hơi khó. Đây. Rồi. Sao qua được hay vậy? À, cái kỹ năng hết đi không? Kỹ ai mà về gì đó cần kỹ năng Spider-Man đúng không? Kỹ năng Spider-Man. Ok. Đúng rồi. Bám lên những cái trần nhà ấy bạn ơi, đâu học bám trần nhà. Mình biến thành người khổng lồ bây giờ mấy cái tòa nhà này bé tí xíu luôn, hay quá ta. Trời ơi mấy cái kiến thức này học hay dễ sợ luôn. Rồi cái gì đây? Wow! Gia đình người nhện. Ôi mày, ủa mày vô đây gia đình gặp người nhện hả? Ủa sao? Ủa? Ủa mày vô đây hả? Mình sẽ lấy bộ đồ hả? Lít vô bộ đồ. Ủa? Con biết Spider-Man sao bay? Ủa? Ôi tao biết. Tao biết là Spider-Man rồi bạn ơi. Trời đất ơi, ok bây giờ mình đã có trang phục của Spider-Man rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi tiêu diệt quái vật các bạn ơi. Let's go. Ủa cái gì đây? Tụi mình tới mặt cô ấy sao tụi mình xấu xí vậy Phong? Hả? Tôi nhớ là nãy là tụi mình mặc đồ Spider-Man rất là ngầu, rất là cá tính mà. Ủa là ông con gì vậy? Ủa? Yêu. Tôi biến thành con dế hay sao nè? Trời ơi, con này là con dế hay con dế gì yêu? Của tôi sao rất ngáo vậy? Trời ơi, sao tôi lại biến thành con dế? Trời ơi trời, ủa là sao vậy? Hả? Cái ông kia. Sammy thì Sammy thì đã biến thành người ta vô gia cư. Cái này là ông boss đẹp trai này, từ hỏi ông, ủa ông kia sao ông dám đổi bộ đồ tôi đang làm Spider-Man
Hãy cho các ngươi mặc đồ đẹp hơn ta chứ hả? Hãy mặc bộ đồ xấu xí đó và xem ta tiêu diệt các ngươi đây. Trời đất ơi, bây giờ ông ghen tỉ mặt mình ông không chịu, bây giờ ông bắt mình mặc những bộ đồ xấu xí này để ông đẹp trai hơn tụi mình đó chứ. Trời ơi trời, Phong ơi, cái tên này là quá đáng rồi, phải tiêu diệt tên này thôi. Trời ơi, ông này bị ảo tưởng muốn đẹp trai nhất thế giới rồi bạn ơi. Rồi nè, cái ông đẹp trai Phong bắn cái tôi đó, bắn bánh kẹo vô người ông à. Đi từ nãy giờ ông đứng im chỗ không di chuyển không? Tôi đâu biết được, ông này chắc bị si gà que rồi, biết sao đẹp trai quá không muốn nhúng nhích thì ông sợ nhúng nhích là gì ta, mệt mỏi người không, sợ xấu nhan sắc vô ông. Trời ơi, này mày đặt là giả bộ ở đó cho đi nè, thấy chưa, đẹp trai tính ra cũng như mấy bạn nói là đẹp trai nhiều lúc cũng không có được thông minh chưa lắm, hơi bị khùng khùng, mấy bạn hơi bị thần kinh này đó, bắn là đẹp trai mà rồi đẹp trai gì mà ổng rồi nha. Ai đẹp trai tôi đi tiêu diệt nốt rồi đó, cánh tay cho nửa cánh tay đây nốt nè, đây đẹp trai mà khùng đó không tiêu diệt được tôi mình luôn mấy bạn nhìn nè. Rồi đất ơi, tính ra đẹp trai đâu vừa cái gì đâu đó, sao vậy? Tôi chưa tiêu diệt xong ổng mà ổng tự nổ luôn mấy bạn, thấy chưa, ông khùng chưa chưa. Rồi ông thấy ông, tôi bắn ổng còn máu và ổng phân nổ. Trời ơi, vậy là ông này khùng nặng mấy bạn ơi, tự tiêu diệt mình luôn, thấy chưa. Rồi đất ơi là trời, ok bạn ơi, tụi mình đã thoát ra khỏi cái nhà tù đẹp trai rồi. Trời ơi, nó mệt dễ sợ luôn à. Rồi ok, có phải chỗ này đâu. Ủa Phong ơi, ông bám ngoài cái lan can luôn Phong ơi. Rồi ok bạn ơi, mình đã thoát khỏi nhà tù đẹp trai đây rồi. Các bạn thấy nhà tù mình như nào, đừng quên chứ đi xa mấy nhà đi xa, mệt quá rồi. Vô nhà tù xấu trai đẹp trai cũng mệt y chang nhau luôn à. Ok, tại mọi người ở lý sao nha, hẹn lại, bye bye. Và nếu bạn muốn xa vượt thêm những nhà tù nào khác nữa, đừng quên của mình nha. Bây giờ bye. Hello mọi người. Đừng quên đăng ký và subscribe cho mình và Hello Team nha.